Đối với sản phẩm chép chi ca này, quý bà con có rất nhiều cách sử dụng. Thì quý bà con có thể chúng ta trộn với cái phân hóa học để chúng ta gãi, hoặc là quý bà con trộn với phân lăng để chúng ta gãi, hoặc là quý bà con có thể trộn với phân hữu cơ chúng ta gãi. Thì ngoài ra quý bà con có thể sử dụng để chúng ta rửa vườn, phun qua lá, qua thân, qua cành, sát nấm, sát khuẩn. Thì đối với cái trường hợp những cái vườn bệnh thì quý bà con hạn chế phối hợp với phân hóa học, mà chúng ta có thể phối hợp với phân lăng đó, thì để tăng cường cái tính hiệu quả của thuốc cũng như là phát huy tối đa cái hiệu quả của thuốc, thì quý bà con chúng ta nên sử dụng riêng biệt đối với những cái vườn bệnh. Thì ngoài ra quý bà con có thể sử dụng định kỳ đối với những cái vườn mà chúng ta đã có hệ thống tưới rồi, thì chúng ta có thể cho trực tiếp vào bên trong hệ thống tưới để quý bà con tưới cho nó tiết kiệm cái nhân công. Thì một ký như thế này quý bà con tưới cho một công thì quý bà con có thể pha từ 400 đến 800 lít nước chúng ta tưới cho một công, hoặc quý bà con có thể chúng ta giảm cái lượng nước xuống và chúng ta tưới cái lượng thuốc ở liều cao, rồi sau đó chúng ta tiến hành chúng ta tưới xả lại để cho cái cây nó hấp thu thuốc, nó kích kháng lại cái nấm bệnh cũng như là cái vi khuẩn, nó gây ra cái hiện tượng nứt thân xì mủ trên cây mít Thái. Thì mọi ý kiến đóng góp cũng như thắc mắc của bà con vui lòng liên hệ kênh Kỹ thuật cây trồng qua số điện thoại là 0369065838. Em sẽ tư vấn trực tiếp vô cái vườn của bà con đang ở hiện trạng nào, cây như thế nào, để từ đó có cái cách tư vấn cho quý bà con để bà con chúng ta sử dụng cho nó phù hợp để phát huy tối đa cái hiệu quả của thuốc cũng như là quản lý tốt cái bệnh nứt thân xì mủ trên cây mít Thái. Thì đó là một số vấn đề xin lưu ý bà con. Xin kính chúc quý bà con vụ mùa bội thu. Một lần nữa, quý bà con có thắc mắc, quý bà con hãy nhắc điện thoại lên, liên hệ với số điện thoại là 0369065838. Em sẽ tư vấn trực tiếp vô trong cái vườn để bà con chúng ta sử dụng cho nó hợp lý và hiệu quả.